xây dựng mô hình kinh tế xanh thì nó sẽ là cái trục tam giác kinh tế, xã hội và môi trường. Xã hội phát triển, kinh tế phát triển thì và gắn kết với bảo vệ môi trường, thì đấy là cái xu hướng cuối cùng của cái mô hình kinh tế xanh, là hướng đến sự phát triển bền vững. Và yếu tố doanh nghiệp đây rất là quan trọng. Khi mà đời sống của người dân đã được nâng cao thì bắt đầu họ lại quan tâm đến bảo vệ môi trường sống của mình. Nhiều chương trình tuyên truyền tập huấn kiến thức canh tác hữu cơ, trang bị thùng rác, túi đựng rác, găng tay hữu cơ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, hay những sinh kế mới từ giống cây